Nếu anh em chưa đủ tài chính để mua những cây vợt thiên công cao cấp, nhưng vẫn muốn có một trợ thủ đắc lực tối ưu cho mọi người trong những cú smart chất lượng, cháy sân, thì mình recommend anh em nên chọn cây vợt này. Leaning Export 10, một cỗ máy tấn công thực thụ nhưng giá lại chưa đến 1 triệu. Tuy là sinh sau đẻ muộn, nhưng đó cũng là một lợi thế giúp cho Export 10 khẳng định rõ ràng vị trí của mình không thua kém bất cứ cây vợt nào cùng phân khúc, kể cả về mặt thiết kế, chất lượng lẫn công nghệ. Sở hữu hai phiên bản màu trắng và màu xanh navy thời thượng, cây vợt có hai dòng trọng lượng 3U và 4U, điểm cân bằng 295 cho lối chơi công thủ toàn diện, hơi thiên công, giúp long thủ có những pha đập cầu thêm độ cắm và uy lực. Độ cứng của đũa ở mức trung bình, đường kính 7.0mm và tích hợp công nghệ Power Flexible Shaft, giúp chúng ta có thể linh hoạt trong những cú đập và phòng thủ hiệu quả. Bên cạnh đó, những pha tấn công cũng được bồi thêm uy lực mạnh mẽ cùng độ cắm cầu cao. Nhưng mức căng dây chỉ dừng lại ở 29 LBS thôi, nên anh em muốn căng cân cao lưu ý nhé. Export 10 còn tích hợp thêm công nghệ Dynamic Optimum Frame để mở rộng vùng điểm ngọt, tăng khả năng đánh cầu chính xác và tốc độ hơn. Với những ưu điểm vượt trội như vậy mà giá lại chưa đến 1 triệu, nên Export 10 rất phù hợp với những long thủ mới tập chơi, có cổ tay chưa được khỏe, nhất là chị em phụ nữ muốn sở hữu cây vợt thiên công đầm đầu, dễ đánh và dễ thuần. Link vợt trong phần giỏ hàng, mọi người bấm vào để tham khảo nhé.